xin chào các bạn hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn sản phẩm tv crystal uhd 50 inch của samsung với mã sản phẩm 50bu8000 mạng thiết kế siêu mỏng kết hợp với chân đế bắt mắt có thể điều chỉnh độ cao tạo thông thể hài hòa cạnh viền mỏng giúp người dùng tập trung vào nội dung trên tv mà không bị viền tác động độ phân giải 4k sắc nét từng chi tiết dynamic crystal color công nghệ mang tỉ màu sắc những gam màu chân thực rực rỡ sẽ được mang lên khung hình gia đình bạn. Bộ xử lý Crystal 4K tối ưu độ phân giải, độ tương phản cũng như màu sắc cho hình ảnh luôn ở chất lượng gần với 4K, hiển thị từng chi tiết. HDR10+ cho những cảnh phim có chiều sâu, màu sắc luôn được kiểm soát hoàn hảo. Motion Accelerator mang hình ảnh vào các khung hình chuyển động, những trận game cũng như những thước phim hành động mượt mà, chống xé hình. Công nghệ OTS Lead làm cho âm thanh chuyển động theo vật thể. Quy Symphony thế hệ 2. Adaptive Sound điều chỉnh âm thanh theo điều kiện môi trường. Hệ điều hành Tizen OS 6.0 nổi bật với tính trực quan, thông dụng, mang đến trải nghiệm mới lạ và thao tác dễ dàng. Hệ điều hành cho TV, Samsung này được tích hợp với nhiều ứng dụng giải trí đỉnh cao với giao diện hoàn toàn mới. Chiếu màn hình từ điện thoại tiện lợi nhờ AirPlay 2, Screen Mirroring, Tab View Google Assistant có tiếng Việt giúp tìm kiếm thông tin, thực hiện yêu cầu mà bạn đưa ra rất nhanh chóng và chính xác. Ứng dụng SmartThing kết nối TV và các thiết bị trong hệ sinh thái Samsung, tiện gọn, dễ dàng sử dụng. One Remote có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, điều khiển dễ dàng, tiết kiệm chi phí. Samsung Crystal UHD BU8000 có các in size 43, 50, 55, 65. 75 và 85 inch. Quý khách hàng mua hàng xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.